hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay chúng ta có khá là nhiều thông tin nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta sẽ nói về sự kiện liên quan tới Mt. Gox Chúng ta cũng sẽ nói về tình hình tài chính nói chung Chúng ta nói về tình hình on-chain Chúng ta có những cái thông tin nổi bật liên quan tới phố War Và họ đã đi sâu vào thì crypto này đến mức nào Và hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng tám giờ phút tối giờ Cali Ở Việt Nam cả đã bước qua là ngày thứ tư rồi Thì đầu tiên hết chúng ta có thể nhìn thấy được chiến khoa Hoa Kỳ tiếp tục có thêm một màu xanh trong đó chúng ta có chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng trưởng là 0.93% chúng ta có S&P 500 tăng 0.67 và Nasdaq đó thì tăng 0.55. Pre market thì bây giờ đó thì không có nhiều động tĩnh các bạn. Chúng ta cũng biết ngày mai đó cái thông tin mà nhiều người chờ đợi đó chính là cái thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát CPI sẽ được công bố và sẽ được công bố vào lúc 5 giờ rưỡi sáng ngày mai giờ Cali. Nhưng mà nào mà ở New York đó nghĩa là 8 giờ rưỡi sáng. Còn như mà nào mà ở Việt Nam đó thì có nghĩa là ngày hôm nay ở Việt Nam 7 giờ rưỡi tối thì chúng ta đã nhìn thấy được là ước tính là 3.1% các bạn nghĩa là ước tính chỉ số CPI nói chung sẽ giảm cũng khá là nhiều giống như tháng vừa rồi từ 4.0 mà giảm còn có 3.1 mà thôi Core CPI không tính lạm phát liên quan đến thực phẩm và năng lượng đó thì cũng giảm ước tính là từ 5.3 còn 5.0 sáng ngày mai đây chúng ta sẽ biết thông tin hay là tối nay giờ Việt Nam nhưng mà các bạn đang thấy được là cho dù sau đây nữa đó thường nghĩ là cái phần trăm nghiêng về phép tăng lãi suất vẫn rất là cao cho nên chỉ số phần trăm làm phát này đó, nó chỉ cho chúng ta thông tin mà thôi chứ còn ảnh hưởng đến quyết định của phép đợt này thì hầu như cũng không có nhiều rồi các bạn 92.4% nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm 0.25% lãi suất rồi và chúng ta có thể nhìn thấy được là gần đây đó một chỉ số cũng đã trên con đường giảm xuống đó chính là chỉ số DXY các bạn. Đây là cái chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô la khi mà so sánh với những đồng khác như là đồng bảng Anh, đồng yên, đồng euro thì nếu chúng ta trả trở về thời gian là 3 năm qua đi thì các bạn thấy được là cái mức cao của chỉ số DXY này đó là cái mức khoảng chừng 113 điểm hồi tháng 10 của năm ngoái và cho tới thời điểm bây giờ đã sau khi đạt cái mức cao đó đó thì chúng ta đã dài lần về còn hóa chương 100 là một điểm như là bây giờ các bạn bây giờ là 100 là 141 điểm nhưng mà vẫn chưa xuống dưới 100 điểm và các bạn đã biết là chỉ số DXY này đó là có một cái sự tương quan âm với thị trường tài chính nói chung và nhất là liên quan đến giá cả của BTC khi mà chúng ta thấy là đồng đô la đó có sức mạnh tăng cao thì thường thì chứng khoán và BTC đó sẽ có màu đỏ các bạn và ngược lại gần đây chúng ta thấy được là chỉ số số này đó cũng đã trên con đường giảm xuống không biết đợt này chỉ số này có xuống dưới 100 điểm hay là không cái này thì còn tùy theo là những quốc gia khác họ sẽ có chiến lược gì liên quan tới đồng tiền của họ họ có tiếp tục tăng lại xuất hay là không hay là họ sẽ ngưng tăng lãi suất hiện bây giờ chúng ta thì được là Fed đang trên con đường chuẩn bị ngưng tăng lãi suất tuy là cái đợt kế tiếp này họ vẫn có khả năng cao là tăng thêm 025 nhưng mà đối với thuần thì Fed đã đến cái hồi cuối của đợt tăng lãi suất này rồi có nghĩa là Fed đã gần tới mức mà phải ngưng tăng rồi Không biết mức đó là khi nào Nhưng mà Fed đã gần hơn là mức khởi đầu rất nhiều Tại vì Fed đã bắt đầu tăng lãi suất cả năm qua Cái khả năng mà Fed quay đầu có nghĩa là giảm nó suất năm nay đó Hầu như là không còn bao nhiêu hết các bạn Khả năng cao là năm sau Fed sẽ có cái sự quay đầu có nghĩa là không những ngưng mà còn bắt đầu giảm lãi suất và các bạn đã biết năm xa là một năm mà hầu như tất cả đều hướng tới một cái sự kiện đó chính là Bitcoin Heaven các bạn có cái sự trùng hợp ở đây các bạn thấy được là chúng ta cũng à, hy vọng là năm sau đó Fed sẽ bắt đầu có sự giảm lãi suất cũng là năm mà coi Bitcoin Heaven các bạn thấy được là năm sau đầu năm đó, nếu như mà SEC tiếp tục trì hoãn cái đề xuất Bitcoin ETF thì khoảng chừng là tháng 2, tháng 3 của năm sau chúng ta sẽ biết kết quả liên quan tới Bitcoin Spot ETF và năm sau cũng là cái năm mà bầu cử tổng thống các bạn và khả năng đó là chúng ta cũng sẽ có những cái luật từ quốc hội liên quan tới thị crypto này. Nói chung là rất nhiều thứ nó hướng về năm 2024 các bạn. Hợp đồng dầu ngày hôm nay thì cũng tiếp tục tăng nhẹ ở mức là gần như 75 đô cho một thùng dầu. Nói chung thì cũng đã có sự hồi phục sau khi mà ở dưới 70 đô một thời gian. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng vàng thì sao các bạn thì cũng tăng nhẹ một chút. Hôm nay mức là 1943 đô cho một ounce vàng crypto thì sao các bạn BTC đó thì hiện bây giờ ở mức là gần như 30.600 đô các bạn đã thấy được là giá của BTC đó trong thời gian là 24 giờ qua đó đã tăng một chút các bạn tăng 0.5 phần trăm Nói chung đó thì giá cũng cỡ đó mà thôi giá đã trở lại cái mức khoảng chừng giờ này tuần vừa rồi các bạn xoay quanh là 30.600 đô các bạn thấy được là cho tới bây giờ đó vẫn chưa có một cái sự đột phá về hướng nào hết không có sự tăng mạnh cũng không có sự giảm mạnh BTC vẫn tiếp tục đi hàng ngang và chúng ta nhìn cả thị trường crypto đó thì các bạn thấy được là có nhiều màu xanh hay là màu đỏ chúng ta có những đồng cũng có sự tăng trưởng nhiều hôm nay chúng ta có đồng FTT các bạn nghĩa là đồng của sàn ftx thì có một cái sự kiện hôm nay là chúng ta đã nhìn thấy được là sàn ftx đã ra một cái portal một cái cổng để cho những nạn nhân có thể vào cái cổng này để điền đơn để nhận lại được uh, tiền mà đang bị giam ở sàn ftx.com ftx.us Blockfolio là cái ứng dụng mà các bạn dùng để mà quản lý dịch vụ đầu tư crypto của các bạn các bạn thấy được là ftx ở châu âu ftx ở nhật bản và sàn liquid nhưng mà sau khi mà cái cổng này mở ra trong vòng một tiếng đồng hồ thôi thì đã bị đóng cho lời các bạn bây giờ nếu như các bạn bấm vào cái link thì các bạn sẽ thấy được là asset Denied có nghĩa là hiện bây giờ các bạn đã không còn vào được nữa và chúng ta vẫn tiếp tục nhận được một số những cái uh, tin đồn là có thể sàn ftx sẽ khởi động trở lại đây đó chưa được confirm các bạn chúng ta chỉ biết là đã có một số những cái uh, cuộc họp ở trong nội bộ của sàn ftx uh, họ xem xét coi là nếu như khởi động lại đó, thì sẽ khởi động lại như thế nào nhưng mà vẫn chưa có bất cứ một cái quyết định nào chính thức hết khi nào mà có thông tin thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa tiền crypto ngày hôm nay đó thì uh, tăng nhẹ các bạn 0.4% vốn hóa cung cơ đó hơn 1,2 nghìn tỷ những năm lớn thì các bạn thấy được cũng không có thay đổi nhiều BNB thì hôm nay tăng 1.1% và Cardano tăng 1.2% cũng không vừa đặc biệt các bạn những đồng nhỏ như chúng ta vừa nói đến ngoại trừ đồng FTT chúng ta cũng có đồng HEX tăng 5.7% Compound 11 7 còn lại thì cũng không phải đã tăng trưởng nhiều nhưng mà hôm nay cũng là ngày coi như tốt các bạn Các bạn thấy được là BTC thì vẫn giữ được cái mức là khoảng 30.500 đô Và Orcoin cũng có một số Orcoin xanh hôm nay các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đã thường cũng trình một ít thời gian để mà chia sẻ về cái token launchpad mới của sàn binance đó chính là Arkham intelligence và cũng có một số những cái drama thường chia sẻ ngày hôm qua liên quan tới cái dự án này và hôm nay đây thì có một bạn đã chia sẻ các bạn đã thấy ở bên tay phải đó là logo của dự án Arkham intelligence bên tay trái đó chính là pentagon các bạn ngũ giác đại ở hoa kỳ À, thì các bạn đã thấy được có cái sự trùng hợp ở đây Cho nên à, nhiều người bây giờ chọc nói là có phải dự án Arkham Intelligence này Là đến từ chính phủ Hoa Kỳ hay là không Tại vì các bạn thấy là có một điều cũng rất là khó hiểu Tại vì ở trên Twitter của Arkham Intelligence Thì họ lại promote, có nghĩa là họ lại giới thiệu một cái thuyết Cái thuyết này đó là đến từ CBP có thể hiểu đây là cái quân đội bảo vệ biên giới hoa kỳ các bạn thì tại sao mà Ok intelligence twitter lại promote cái tweet này và cái tweet này đơn giản là họ đang muốn à, tuyển dụng người các bạn những ai mà con thú muốn tham gia vào quân đội bảo vệ biên giới thì có thể à, tham gia vào và những người mà giới thiệu có thể có được cái phần thưởng lên tới hai 000 đô nhưng mà điều thú vị ra tại sao họ lại promote cái tweet này cho nên nhiều bây giờ đang chọc là chúng ta đã biết cái hôm qua đó thì nhiều người xem dự án này là max chưa ơn các bạn tại vì các các bạn muốn biết thông tin gì, ai đứng sau lưng ví nào đó thì các bạn có thể lên trên cái marketplace lên trên cái chợ này đây rồi các bạn đưa ra giá rồi những ai mà biết thông tin thì có thể chia sẻ và trong một thời gian nào đó thì nghĩ là như 90 ngày đó thì các bạn được sở hữu thông tin chỉ bạn biết mà thôi nhưng mà sau đó thì thông tin đó sẽ được công khai cho nên mới gọi là Mac chưa các bạn nghĩ sao các bạn cái logo nó cũng giống nhau lắm rồi hôm nay đó chúng ta cũng có một số những cái thông tin rất là nổi bật các bạn đầu tiên hết đây là một trong những người mà những bạn nào theo dõi kênh một thời gian thì cũng không lấy làm lạ đâu các bạn đây là một tỷ phú có tên là team rapper thì đây là một trong những người mà đã bỏ một số lượng tiền tương đối lớn thường không nhớ là bao nhiêu thường nhớ là khoảng chừng là mười mấy triệu đô la trước đây năm 2014 nghìn mười bốn để mua lại cái số lượng btc được tịch thu bởi chính phủ hoa kỳ sau cái sự kiện liên quan tới Silk thì sau cái sự kiện đó team rapper cũng đã trở thành một tỷ phú các bạn tại vì giá btc đã tăng lên rất là nhiều và đây cũng là một trong những người mà thường xuyên đưa ra nhận định là btc đã lên tới hai trăm năm mươi đô ban đầu đó thì team nói là trong năm nay sẽ có thể thấy được Binance à mức là 250.000 đô à, nhưng mà bây giờ thì đã đổi lại nó là phải dời lại 2 năm nữa, có thể tới năm 2025 chúng ta mới thấy cái mức giá 250.000 đô này. Nói thật chứ nếu như mà giá BTC chỉ đạt được phân nửa mức này thôi ở năm 2025 đó thì nhiều người thấy vui rồi các bạn. Chỉ đừng nói tới đã đạt được mức năm 2025 tới 250.000 như là Team Rapper nói. Nhưng mà cái điều thú vị hơn hết là khác với lại những người mà đưa nhận định liên quan tới giá BTC năm 2025. Team Rapper đã nhận định thì ông ta nói là ông ta tin tưởng BTC ngày sẽ trở thành một phần của phương tiện thanh toán chứ không phải là một cái tài sản lưu trữ giá trị và 2.0 như là nhiều người nghĩ thì đương nhiên có nhiều người nói là hiện bây giờ đôi BDC thực sự là không được sử dụng nhiều để mà trả lương, trả tiền mặt bằng hay là chi tiêu hàng ngày thì Team Rapper nói là cứ chờ đợi đi khi nào mà mạng lưới Lightning Network ngày càng trưởng thành hơn thì càng ngày BDC sẽ trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến cho dù say nữa, nếu như mà giá BTC thường nói đó được như phân nửa thôi năm 2025 thì nhiều người cũng đã cảm thấy vui rồi nói tới giá BDC thì thùng muốn dành một ít thời gian để mà cập nhật một số thông tin on chain với các bạn đầu tiên hết thùng muốn cập nhật cái tài liệu mới nhất ngày hôm nay liên quan tới bitcoin hit map các bạn và đây là một cái biểu đồ chúng ta đã nhìn khá nhiều gần đây và biểu đồ này đã, đã được gây dựng bởi classno từ thời điểm tháng 10 năm ngoái tới bây giờ nói chung là một chỉ số nó mới hơn nó không có những tài liệu trước đây chỉ bắt đầu từ tháng 10 của năm ngoái tới bây giờ mà thôi nhưng mà cũng là một biểu đồ mà được rất nhiều người ở chuộng thì những bài nào mà mới đến kênh thì đơn giản là ở bên tay trái các bạn thấy được là những con số này đại diện cho cái nhóm địa chỉ ví mà đang lưu trữ số lượng bdc này giống như là bên dưới này là dưới một có nghĩa là đây là cái số lượng bdc mà lưu trữ dưới một BTC bên trên này là 1 tới 10 rồi cứ tiếp tục lên tới mức cao nhất là hơn 10.000 BTC như là đây là cái nhóm cá voi cực lớn lưu trữ hơn 10.000 BTC và cái màu các bạn nhìn trên màn hình đó, thì nó đi từ màu đỏ lên trên tuốt bên trên này là màu xanh đậm và đại diện cho màu xanh đậm là tích lũy màu đỏ là phân phối nghĩa là BTC rời khỏi ví thì chúng ta cũng đã biết là cái nhóm cá voi lớn nhất hơn 10.000 BTC đó họ đã tích lũy một thời gian cho đến gần đây các bạn khoảng chừng là giữa tháng 6 đó các bạn thấy được là cái màu xanh dương đậm này đã chuyển thành màu xanh nhạt hơn rồi từ từ chuyển qua màu vàng có nghĩa là các bạn thấy được là từ từ chuyển qua là từ tích lũy thành phân phối và cho đến ngày hôm nay các bạn thấy được là cái màu đỏ đã rất rõ ràng rồi có nghĩa là BTC rời khỏi những cái ví mà có hơn 10.000 BTC này và chúng ta cũng đã nhìn thấy được là cái nhóm cá voi lớn thứ nhì ra từ 1.000 tới 10.000 BTC thì rất rõ ràng đã chuyển từ màu đỏ qua thành màu xanh dương có nghĩa là họ đang tích lũy cái số lượng đến từ những cái voi lớn này và thêm một phần nữa rất thú vị các bạn những cái nhóm ví còn lại đó thì họ cũng đã từ từ chuyển từ màu đỏ qua màu vàng và thậm chí hôm nay chúng ta nhìn thấy được một màu xanh nhạt xuất hiện đến từ đâu các bạn từ những địa chỉ ví lưu trữ từ 10 tới 100 BTC đã có dấu hiệu là họ tích tủy thêm BTC Mỗi lần mà chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì cái lần mà cuối cùng chúng ta thấy hiện tượng tương tự xảy ra à, có thể là khoảng chừng tháng 3 của năm nay các bạn khi mà chúng ta có những cái sự kiện liên quan à, đến à, ngân hàng SVB sụp đổ và sau đó kéo hàng loạt ngân hàng nhỏ cũng sụp đổ theo thì ngay thời điểm đó các bạn cũng à, thấy được một điều đó chính là cái nhóm cá voi mà lớn nhất đó họ cũng lúc đó chuyển từ màu xanh dương trở thành màu vàng rồi sau đó chuyển thành màu đỏ như các bạn thấy và họ liên tục um, chuyển thành màu đỏ một thời gian dài cho đến giữa tháng 4. có nghĩa là bắt đầu là từ thời điểm là tháng 2 đó thì các bạn đã thấy rất rõ ràng là cái nhóm địa chỉ bí lớn nhất họ phân phối btc và bên dưới này là cái nhóm ca vôi lớn thứ nhì từ từ cũng chuyển từ màu đỏ thành màu xanh các bạn, tương tự như là thời điểm ngay lúc bây giờ thì lúc đó giá ra sao? Lúc đó các bạn thấy được là giá của BTC khi mà cái nhóm thứ nhì bắt đầu tích lũy đó rồi sau đó những nhóm còn lại bắt đầu chuyển thành màu xanh như các bạn thấy. À, thì lúc đó giá của BTC không những là xuống mà các bạn thấy được lúc đó là cái lúc mà giá đang có cái sự tăng trưởng. Thời điểm đó là khoảng chừng 21 22.000 đô rồi sau đó giá tăng tăng mãi lên tới mức là 30.000 đô các bạn. Rồi sau đó giá đã có một cái đợt điều chỉnh xuống từ khoảng chừng 31.000 còn 25.000 và ngay thời điểm đó là cái thời điểm mà nhiều người, à, những cái nhóm mà đã tích lũy Trong cái thời điểm từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 4 đó Thì à, lại có dấu hiệu là phân phối Nhưng mà ngược lại nhóm có vôi lớn nhất đó, thì lại bắt đầu tích lũy Từ lúc mà giá của BTC 31.000 dài cho đến lúc mà BTC xuống còn 25.000 Rồi đi ngược trở lên tới mức là khoảng 26-27.000 Nói chung đó thì nếu ghi tính cái phần này thôi thì cái giá trung bình của họ nếu như mà họ trung bình giá một cách thông thường mỗi tuần hay gì đó thì cùng một số lượng tiền thì có thể là cái mức giá trung bình của họ đâu đó là khoảng 27.000 đô, 27.500 đô thì ngay bây giờ họ vẫn đang có lại hiện tại có thể là cái nhóm cá voi lớn nhất thì cái vốn họ rất lớn cho nên họ thích cái cách an toàn hơn cho nên đối với họ tích lũy cái phần này sau đó bán ngay mức giá này đã có lời rồi có thể đọc phần trăm lời không nhiều nhưng mà họ có số lượng lớn à, cho nên cái mà chúng ta thấy được là khi mà cái nhóm cá voi lớn nhất phân phối đó thì dựa theo lịch sử của chúng ta có không phải đây nhiều lắm từ tháng 10 tới bây giờ mà thôi không có nghĩa là giá BTC sẽ giảm các bạn mà thậm chí chúng ta nhìn thấy là cái đợt trước đây hồi tháng 3 đó thì lúc mà phân phối bắt đầu từ nhóm lớn nhất thì giá BTC vẫn tiếp tục trên con đường tăng trưởng như các bạn nhìn trên màn hình lần này thì sao lần này thì chúng ta sẽ có câu trả lời sớm tới bây giờ các bạn thấy được là cái vôi lớn nhất cũng đã phân phối cũng khoảng chừng là hơn một tuần qua hay là thậm chí hai tuần qua giá của BTC thì vẫn giữ được hơn 30.000 đô thêm một cái tài liệu nữa cũng rất là thú vị các bạn đây là cái tài liệu gọi là hodler net position change có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy được là những địa chỉ ví mà đối với class đó cái hoạt động nhưng địa chỉ ví này đó có dấu hiệu đây là một hodler có nghĩa là có dấu hiệu tích lũy thời gian dài hạn đương nhiên cũng có sự phân phối nhưng mà tích lũy dài hạn thì cái nhóm người mà gọi là hodler giống như là bản thân của thuận và nhiều bạn đó thì gần đây như thế nào các bạn thấy được là cho dù giá cả tăng trưởng các bạn đã nhìn thấy là từ thời điểm đầu năm tới bây giờ đó thì cái nhóm địa chỉ ví mà lưu trữ dài hạn thì vẫn tiếp tục tích lũy thêm cái đợt trước đó đó là các bạn thấy là cái thời điểm khoảng chừng là tháng 10 cho đến tháng 1 của năm nay là cái lúc mà chúng ta nhìn thấy được là có một đoạn xuất hiện có nghĩa là những hodler phân phối BTC ngay thời điểm đó và đáng tiếc đây cũng có thể là lúc mà các bạn thấy là nhiều hodler bỏ cuộc khi mà giá cả của BTC cũng bỏ cuộc sau đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy những người mà còn ở lại tiếp tục tích lũy và trong vòng một tháng qua đó cái số lượng BTC được tích lũy bởi những cái địa chỉ ví hodl dài hạn đã lên tới mức là 27.100 BTC mỗi một tháng nhưng mà hoa dài hạn đó là những người mà cực kỳ quan trọng cho phát triển dài hạn của BTC à, giống như là Fed các bạn thì giống chỗ nào không phải là những hoa lời có thể in thêm BTC được mà Fed đó, một trong những trách nhiệm ngoại trừ các bạn thấy là đẩy lùi lạm phát và à, muốn có được phần trăm thất nghiệp thấp đó thì một trong những điều mà Fed làm đó chính là khi mà không ai thu mua công trái phiếu thì Fed sẽ là người cuối cùng thu mua công trái phiếu cho chính phủ Hoa Kỳ thì hoa lời đó nó cũng tương tự như vậy các bạn khi mà cả thị trường crypto này phần lớn đã lo sợ rời khỏi họ không thu mua nữa thì ai thu mua BTC thường xuyên đó chính là những hodler các bạn và một trong những dấu hiệu dài hạn của BTC đó là ngày chúng ta lại càng thấy được nhiều hoa hơn đó là điều chúng ta muốn thấy nếu như mà các bạn muốn có dẫn chứng là BDC ngày càng trưởng thành là cái số lượng hoa tăng lên đương nhiên các bạn thấy là mỗi lúc mà giá cả sôi động thì rất nhiều người mới sẽ tham gia vào thị trường này tôi sẽ chia sẻ thêm một cái tài liệu nữa rất là thú vị một lát nữa với các bạn những lúc mà sôi động đó, thì rất nhiều người tham gia vào và khi mà thị trường trở nên ảm đạm như năm ngoái đó thì nhiều người sẽ rời khỏi nhưng mà không phải không rời khỏi đâu các bạn có thể là một số người họ tham gia vì một lý do nào đó trước đây nhưng mà khi mà họ đã đến được crypto rồi đó họ tìm hiểu BTC, Ethereum, họ tìm hiểu hệ sinh thái và họ long tin của họ ngày lại càng vững chắc hơn và họ là những người mà ở lại và những người đó là những người sẽ ở lại cho dù chuyện gì xảy ra các bạn và ngày lại càng nhiều những người đó lên thì các bạn thấy được là giá cả của BTC sẽ có cái sự tăng trưởng dài hạn theo thời gian và như đã thường nói với các bạn trước đây cái mà thường quan tâm nó không phải là đỉnh của mọi chu kỳ bao nhiêu đương nhiên đó là điều mà ai cũng cảm thấy là sôi động ai cũng không biết là đỉnh cái tiếp tục là bao nhiêu nhưng mà cái mà thường quan tâm nhiều hơn là đáy của từng chu kỳ là bao nhiêu mà cái chúng tôi thấy đó là đáy của từng chu kỳ có cái sự tăng trưởng theo thời gian các bạn có nghĩa là cái đáy của năm 2019 phải cao hơn cái đáy của cây mùa đông trước đó và nếu chúng ta đã chứng kiến cái mức 15.000 đô là đáy của cây mùa đông vừa rồi thì cái mức đó cao hơn cây đáy của năm 2019 khoảng chừng 5 lần các bạn. Có nghĩa là chúng ta thấy là thị trường thực sự có dấu hiệu tăng trưởng. Những người FOMO, những bạn mới sẽ là những người mà tạo đỉnh mới cho BTC nhưng mà những HODLer sẽ là những người giữ giá dài hạn. Thêm một tài liệu nữa, trước khi chúng ta bắt đầu nói tới một số những thông tin khác đó chính là tài liệu liên quan tới những thợ đào. Thì chúng ta cũng đã biết là gần đây đã có rất nhiều dấu hiệu là thợ đào đã đẩy BTC lên sàn để mà bán. Thì khi ta nhìn vào tài liệu này cũng tương tự gì các bạn đây là cái tài liệu so sánh cái số lượng btc trong biến nhân thời đào thì cái màu đỏ có nghĩa là có sự phân phối như là thợ đào đẩy BDC lên sàn còn cái màu xanh lá cây các bạn nhìn thấy đó là tích lũy thì gần đây thợ đào đẩy lên trên sàn có phải hỏi biết gì không thì cũng không hẳn đâu các bạn các bạn đang thấy được là cái số lượng hội đào đó thì phần lớn họ đã tích lũy một thời gian rồi từ lúc là hồi tháng tư của năm nay mãi cho đến cái thời điểm là tháng 6 năm nay các bạn họ tích lũy những lúc là 27 28 ngàn rồi 30.000 họ cũng tích lũy rồi 29, 28, 26, 26, 25.000 ngàn cái mức mà thấp nhất họ tích lũy là khoảng chừng 25.122. nói chung là cái mức giá bây giờ đó thì họ có thể bán ra mà có lời, à, tại vì họ cũng đã tích lũy một thời gian trước đó rồi và các bạn thấy được là cái lần cuối cùng mà những cái thợ đào có sự phân phối lớn đó chính là cái thời điểm từ tháng 9 năm ngoái cho đến tháng 12 của năm ngoái. Lúc đó các bạn thấy được rất nhiều màu đỏ xuất hiện trên cái biểu đồ này. Những cái xưởng đào thì ngày nào họ cũng đào được BTC và họ được trả cái lượng phí giao dịch ở trên mạng lưới của BTC thì họ kinh doanh cách mà họ muốn làm đó chính là họ muốn làm sao để có thể giảm thủ rủi ro không phải là ngày nào mà họ đào được bao nhiêu là họ sẽ bán bấy nhiêu các bạn tại vì làm như vậy thì có thể là gặp trường hợp xấu giống như là chúng ta có một cái mùa mà giá cả đi xuống khoảng một năm nó giống như là năm ngoái thì sẽ dẫn đến là họ sẽ không có tiếp tục đủ tiền để mà kinh doanh cái mà họ cần làm đó là tích lũy ở những cái thời điểm mà họ cảm thấy là giá vẫn còn tốt oh, có nghĩa là có sự tăng trưởng giá sau này rồi khi mà giá tăng lên thì họ bán ra để họ có lợi nhuận và lợi nhuận đó sẽ có thể bù đắp được cho họ những lúc mà giá cả không được tốt và đối với thời đào đó thì đây là một cái trò chơi xem coi là ai sẽ là người cuối cùng ở lại tại vì người ở lại lâu nhất là người được lợi nhiều nhất những cái xưởng đào mà họ bị ép phải bán khi mà giá đi xuống đó, nếu không họ không có tiền để kinh doanh đó là những xưởng đào sẽ bị loại bỏ cái dòng chơi những xưởng đào mà họ có thể vay mượn tiền được những xưởng đào mà họ đã bán giống như các bạn nhìn thấy được là bên trên này những xưởng đào mà đã bán những cái thời điểm mà giá vẫn còn tốt như là 40.000, 50.000, 60.000 thì lúc đó họ có thể tích lũy một số lượng tiền và khi mà giá đi xuống như vậy đó thì họ vẫn có thể tiếp tục đào BTC, tiếp tục tích lũy mà cái mức giá hiện tại không ảnh hưởng đến hoạt động của họ tại vì họ đã bán với giá trước đó rồi à, đây là cái các hoạt động của những thời đào cho nên các bạn thấy là lần này có cái sự phân phối thì cũng không có nghĩa là thời đào nhìn thấy được vấn đề gì chỉ đơn giản là họ đã tích lũy một thời gian và bây giờ là lúc mà họ cần phải phân phối số lượng đó để tích lũy tiền để tiếp tục hoạt động nữa đây là những cái tài liệu on chain tôi hy vọng là à, thú vị và giúp đỡ được với các bạn có một cái cách nhìn tổng quát về tình hình của btc hiện tại